Suy niệm lời Chúa hôm nay ngày 18 tháng 11 năm 2017, thứ bảy tuần 32 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Không được nản chí. Lời Chúa trong sách Luca chương 18 câu 1 đến 8. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây: để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: xin Ngài bênh vực tôi chống lại kẻ kiện tôi. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mũ cho rồi, kẻo mũ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nữa chăng. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó. Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người dù người có trì hoãn? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Lời suy niệm. Trong một trong những lý do khiến người ta bỏ cầu nguyện, đó là sự thinh lặng của Thiên Chúa. Con người bị áp bức khổ đau nên kêu gào lên Chúa, nhưng tiếng kêu thảm thiết của họ dường như chẳng được nghe. Thiên Chúa có hiện hữu không? Nếu Ngài có mặt, sao Ngài không cứ giúp ta ra khỏi nỗi bận quẩn bách? Đã có bao lời cầu nguyện từ 6 triệu người Do Thái trước khi họ bị quân Đức Quốc xã giết hại dã man. Họ kêu lên cùng Chúa là đấng đã giải thoát tổ tiên họ khỏi cảnh nô lệ. Nhưng tại sao bây giờ Ngài lại lặng yên để sự dữ lộng hành? Phải cầu nguyện luôn và không được nản chí. Không nên thấy Thiên Chúa lặng thinh mà vội bỏ cuộc. Đức Giêsu đã kể dụ ngôn về sự kiên trì của một bà quá. Bà chẳng còn chỗ dựa tinh thần và vật chất nơi người chồng. Thiếu sự chở che của chồng, bà dễ bị người khác đối xử bất công. Chính vì thế bà đã nhiều lần đến vị quan tòa để đòi hỏi công lý. Tiếc thay, vị quan tòa lại không phải là người tốt. Ông chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Thế nên vụ kiện cứ bị ngâm trong một thời gian khá lâu. Nhưng bà quá này quyết không nản lòng, cứ quấy rầy vị quan tòa. Cuối cùng, ông ta đành giải quyết chỉ vì muốn yên chuyện. Thiên Chúa dĩ nhiên khác hẳn viên quan tòa bất chính trên đây. Ngài không trì hoãn việc xét xử, nhưng sẽ mau chóng trả lại công lý cho những kẻ ngày đêm kêu lên Ngài. Thiên Chúa không nhậm lời chúng ta để tránh bị quấy rầy hay rắc rối. Vì Ngài là đấng công chính, biết lắng nghe tiếng kêu than. Vẫn có những phụ nữ và trẻ em bị bóc lột và lạm dụng. Đức tin người Kitô hữu có thể bị dao động khi nhìn vào thế giới. Nhiều khi con người cảm thấy mình yếu đuối và bất lực. Hãy cầu nguyện luôn, hãy kêu lên Chúa đêm ngày. Đừng mất niềm tin vào Thiên Chúa, dù tiếng kêu của những người thấp cổ bé miệng vọng lên trời cao vẫn chưa có tiếng trả lời ngay lập tức. Cuộc chiến với những bất công trên thế giới còn kéo dài. Người Kitô hữu được mời gọi cộng tác với Thiên Chúa cho sứ vụ ấy. Chúng ta cần có sự hỗ trợ từ trời để hoán cải lòng người từ bên trong, để xây dựng một thế giới mới, kiến tạo một trái đất công bằng và bác ái. Đó là ước mơ của Thiên Chúa và cũng là ước mơ của chúng ta. Xin Ngài ra tay em hành động mạnh mẽ, nhưng xin cho chúng con trở nên khí cựu hiện hữu và hữu hiệu để tay Ngài dùng.
lời cầu nguyện. Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào, xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng. Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc, xin cho con quý chuộng những lúc được an nghỉ trước nhan Chúa. Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo, xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa để nghe lời Người. Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng, xin cho con thoát được lên cao nhờ mang đôi cánh thần kỳ của sự cầu nguyện. Lạy Chúa, ước gì tinh thần cầu nguyện thấm nhuần vào cả đời con. Nhờ cầu nguyện, xin cho con gặp được con người thật của con và con người thật của Chúa. Amen.